Đồ co kháng hiệu ứng cung xanh là đồ co luôn. Vô cực có hay không cũng được, không quan trọng bằng kháng hiệu ứng nhé. Đúng rồi, mấy bài Hyperzone á thì phải có 3 sao từ 3.1 á, nhưng mà bài mình á kiểu nó không không ra xanh ra lúc đầu ra đúng một con á. Lúc zone xong mới được có 5 con mà. Lâu quá, lên lên con xanh ra hơi lâu á. Bình thường chơi là zone hầu như là zone một lượt thôi, mình phải zone mất 2 lượt. Mình phải zone thêm một lượt ở sau giao quái 4.1 á. Nãy hai cái gậy với hai cái giáp là có hai. Sorry cho Javan rồi nguyên chặt à. Vì ấy, lúc đầu á là lúc sau ra quái á, là đồ mình như này là có hai cái mũ với một cái đai máu. Thì mình nghe anh em thôi, anh em bảo mình ghép mũ Javan mà, thì mình ghép Javan mình thấy cũng ok mà. Hợp lý ấy chứ, lúc đấy thì ghép cái mũ là hợp lý mà. Lúc đấy làm gì có giáp đâu anh em. Làm lại anh em ạ, làm lại. Không sao, không sao hết. Bắt đầu giống nghệ sĩ nhân dân rồi. Game đúng lừa luôn đấy. Có cần thiết phải Caitlyn với Fiora Zhaivan lên ba có nhá. Vẫn cần. Chung là cứ ôm thôi, cứ ôm thêm thôi. Thì nhẹ găng nha. Cày thế nhở? Trông lấy đấy. Cái găng nó ở vòng kia là không lấy được. Chắc cái mày không không đánh được rồi, lấy cái nước mắt là không đánh được rồi. Chắc mình chơi bài khác đi. Counter xảy ra chắc pháo, pháo counter xảy ra. Bài pháo với bài kêu thì chắc là counter ở bài xảy ra. Không, ván này không chơi xay ra được anh em ạ. Ván này chắc chơi phép ấy, đồ này chắc chơi pháp sư đi. Hoặc là hư không. Quỷ thư này. Khá xích 3 luôn à. Cô gì tầm này anh em ơi. Không sao cô đi luôn đấy. Từ nha. Đồ này ra nhiều đai hết thế nhở. Mua được, mua được. Pháo này, thôi bỏ đi. Chắc mình bỏ pháo đi, không đánh pháo đâu.
chắc là lắp quỷ thư luôn. Map về map nhiều máu nhá, nên là không sợ đâu. Đai ớt bạn ơi nhá. Đồ đánh cay xa được nhá, đồ đánh cay xa khá đẹp. Ừ xem nào. Giao sau là mình có 10 tiền này. Giao sau mình bán bớt bọn linh tinh đi là có 10 tiền. Win rồi. Gặp nhà này chắc mình win rồi. Nhà này yếu quá. Mình cho con này lên tanh luôn á, cho nó skin sớm đi. Ba ông bằng máu nhau vậy, không biết ông nào lấy trước. Mình lấy nước mắt đi. Siêu công nghệ lên 9 đủ bộ mạnh nhất meta à, rồi thì không, không có bộ nào mạnh nhất meta đâu. Bài nào cũng có counter mà. Chuẩn bị có map thấp máu đấy á. Là cái vũ trụ đúng không? Vũ trụ thấp máu đúng không? Có đọc qua à? Có đọc qua rồi. Không hack được tiền á, hack được tiền thì bán được bọn này luôn. Cân ba à, ngon nhá.
Vũ trụ thấp máu thì chắc là kiểu như là chắc là người ta zone nhiều, zone chủ yếu zone 7, zone 6 thôi. Mình nghĩ thế. Không không eco lên 8 được đâu. 8 sợ rách luôn nhá. Server Việt mình có kiểu là toàn set gold lên 8 xong toàn set gold lên 8 thôi. Bài Hyperzone xin dạo ăn được bài xảy ra đúng không á? Không nhá. Con này bắn chết luôn đấy. Con xảy ra bắn chết con xin dao luôn đấy, không ăn được rồi. Hello em, live vui vẻ nha em. Ok, em cảm ơn anh Trường nhá. Chết rồi, hình như mình vừa bỏ con gì á, bỏ con Sona quên mất. Nếu mà mình mua Sona thì mình đánh được hai đường, đánh được cả hư không. Bởi mình đang mình có bài Sona hư không mạnh anh em ạ, mình hay đánh bài Sona hư không mạnh lắm luôn á. Làm trận hack đồ à? Không hack đồ không đánh được anh em ạ, yếu lắm, không tặc yếu lắm. Đánh chơi thì đánh được chứ đánh đánh danh hơn này không ăn thua đâu anh em ạ. Đánh mấy bài mạnh còn chẳng ăn thua mà, mấy bài không tặc thì đánh vui thôi. Sona hư không, ừ bài không ra ấy chứ. Vậy Sona hư không cần đồ á, cần nhiều nước mắt á. Vecod không cần đồ mana đâu, chỉ cần đồ cho Sona thôi. Tụi mày đấm mình nguyên nhà đau nhá. Này đánh kêu rồi, nhà đánh kêu. Bán không kịp rồi, không để ý á. Đây, chắc bỏ thời không đi. Bây giờ chốt bài luôn, đánh mật thám luôn á. Này cũng đánh cùng này, nhưng mình không sợ. Đăng mải đọc cơm, đăng mải đọc bình luận của anh em là quên bán hai con Malphite. Nhà chơi cùng bài luôn này. Sáu kiếm khác chưa được không em á? Chắc không á.
khó chơi ấy, bài sáu kiếm khó chơi ấy. Xẻng này đánh cây xa hợp lý luôn. Này làm cái vô cực cho cây xa luôn này, quá ngon. Cây xa gần 3 rồi. Làm cái vô cực cây xa luôn. Thơm. Đánh cây xa có xẻng ngon nhá, hợp lý luôn đấy. Từ từ nhá, mình từ từ mình xoay đi. Ok á, thua ít là ok. Nhà này mình không sợ lắm này, nhà này thì không có hai nước mắt cho Kai'Sa nên là skin low á. Ok rồi anh em ơi. Đồ ra nhiều đồ công nhỉ, mình cần đồ thủ hơn á. Mình cần đồ thủ hơn. Không top 1 được, có một nhà KS mà, top 1 sao được. Đây đây đây, nhà chơi cùng bài mà, nhà chơi cùng bài mà. Chuyển rồi, nhà chuyển rồi. Chắc là đánh ve cốt bộc phá rồi. Ê, chắc tôi chơi mình. Ôi, Cassie thì đấm phát chết luôn, cay xa. Đâu, con CC bổ chết. Đâu, con kia nó quét phát chết mà. Đây rồi.
Không ai chơi cùng thì chắc zone 3 sao đi. Không có đồ cơ giáp anh em ạ. Tầm này chưa có đồ cơ giáp này hơi yếu. Lại gặp đúng nhà mạnh nhất luôn. À nhà chưa sợ lắm. Chưa có kháng hiệu ứng nên là chưa sợ lắm. Cái sao mình choáng được. Con này không có kháng hiệu ứng ngu lắm anh em ạ. Green nhận quá trình không á? Có nhá. Mình có nhá. Đừng bắn nhầm cái xa như hôm trước nhé, ok. Chào bạn nhá, xem stream nốt ngày nay mai đi nghĩa vụ R tẹo vào talk show hát hò bạn nhá. Ok Hải ơi, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn Hải nhá. Ok bạn ơi, tôi lo được, vụ này tôi lo được. Chơi cây sao vũ trụ, toàn sao nhặt được con Annie thìa xong nó ghép lại Annie 3 bộc phá luôn. Thế thì chịu. Ừ nhà này này có kháng hiệu ứng á, nhưng mà giờ mới lắp á. May quá, thua mình xong nó mới lắp, may thật. Nó lắp sớm rồi mình đi luôn á. Ui, ngon. Man phai của chúng tôi á. Con ăn đi là phế thật đấy. Xẻng vàng trong bộ kêu thì không ghép gì binh nhất á. Chắc chả gì á. Lấy máy chiếu ấy. Không, nó chiếu chết mình á. Mình phải lấy máy chiếu nhá bạn. Một là máy chiếu, hai là tim băng ba ở thông đạo rồi. Dây chuyền thì cũng được, nhưng mà mình thích máy chiếu hơn. Không, nó chiếu con Kai'Sa ở mình là mình đi luôn á. Với lại có nhà chơi hư không này, mình lấy máy chiếu khá ok. Chết rồi, thế không có kháng hiệu ứng cho con cơ giáp rồi. Không nhặt được cái kháng phép rồi. Thôi cùng lắm thì bếp cung xanh vô cực cho Gazen luôn. Mười mấy tiền mà không có gì để mua. Đen đấy nhở. Hơi đen đấy. Cái này dồn hơi đen anh em ạ. Khó lên cách xa ba. Cái mày lẽ ra đánh up cấp thì cho nó chắc chắn hơn đó. Đồ này thì cách xa 2 là khỏe. Chả cần 3, mình nghĩ là chả cần 3 đâu. Up cấp có khi ngon hơn đó. Up cấp kẹp pháp sư thánh nữ vào đó. Thì nó cũng bù đam bằng con cách xa 3 rồi. Nhà kinh ấy nhở. À, gặp nhà bên này á. Mẹ xếp khai xa bên kia. Không để ý, còn nhà này chưa gặp. Chiếu hụt rồi. May con Zoe chưa lên 3 đấy, không choáng chết luôn.
Nó còn Poppy là kinh quá. Chắc là thua. Chắc mình thua con Poppy này á. Nó xét phút rồng chịu rồi, không không giết nổi. Đó, theo cái cung xanh này. Poppy là đúng bất tử rồi. Con Leona bị gì ấy? Không hiểu lắm. Nuôi Kha'Zix hơi tốn slot, chắc tí mình bán Kha'Zix. Lại tốn slot quá. Thằng phép đồ ấy chết rồi, không có đồ cơ giáp rồi, giáp thiên thần diệt à. Cho mình ghép cung xanh đi, counter mấy nhà ấy đi. Còn nhiều máu nha, từ từ nhé. Chắc gặp nhà hư không này thôi. Chiếu phát vào mồm luôn. Thôi xong. Thôi xong, chết cái sao rồi đấy. Chết cái sao đi luôn. À. À chưa. Ngon nhá. Cái sao 2 này dễ chết thật, 1k2 máu á. May quả đấy không chết đấy, vẫn skin được phát nữa. Chúc Green thì chim vui vẻ. Ok, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn em trai nhé. Dám đôi thông quá. Zone thêm đi. Nhà ôm hộ mình xây ra cơ mà. Nhà ôm cái xa hộ mình cơ mà. Hơi tốt nha. Cái xa hộ hơi tốt nha. Được quá, đấm luôn. Kiểu nó cứ ra 2-2 như này á, tí mình ra không ra ra cô mình lại phải bán một con đi. Chắc là phải bán Annie thôi. Khó chịu ra kiểu, ra kiểu như này khó chịu cực. Hoặc là mình up cấp. Mình nghĩ như thế. Tốt đi bạn. Tốt đi. Mạnh tay up cấp đi. Rev up and roll out. Every second matters. All systems set to awesome. Kiếp con gì mà. Tính nữa đi. Từ. Kêu này. Kêu khá ứng này. Saco làm được việc không? 2 Saco được đấy. Một con Saco làm được việc là mình ăn rồi. Saco làm được việc là mình win rồi. Đi luôn. Chắc mình lấy một đồ cơ giáp đi, đồ cơ giáp đi. Mật thám à, mật thám được nha. 6 mật thám ngon không? Ngon, siêu ngon luôn. Nó có thám hay kim cương á. Kim cương luôn á. Khác gì đấy. Chắc được lấy đấy. Tinh giờ. Hắc tinh thôi. Hết đồ lấy rồi, bắt buộc lấy hắc tinh thôi. Cái tí mất đánh quả đi. Giao trợ này có mỗi cái giáp thiên nhiên à, còn lại toàn là kích hệ anh em bạn, nổi loạn này, vệ binh này, toàn kích hệ thôi, kiếm khách.
không có đồ nữa. Kiếm một lắc đi. Vẫn feed 1 này, vẫn feed 1. Mình chưa gặp nhà ấy ta. Chưa gặp hư không nhỉ? Sếp gặp nhà hư không nãy giờ á mà không gặp. Lulu 2 khó chịu thật đấy. Cái con Lulu 2 này khó chịu thật. Chắc là kẹp thánh nữ vào là xong. Rồi kiếm cách xa ba mới khó này, thiếu tận hai con này. Chắc để tự ra đi. Để tự ra đi, chắc zone kiếm mỗi một con này không cần đâu. Chắc tí tự ra à. Nãy giờ tôi chưa gặp ông này luôn á. Ngon nhá, móc được con này nhá. Móc được con xây ra là win anh em ạ. Nhà hết đam luôn, hết con xây ra là hết đam luôn. Đi luôn. À chưa. Mất 13 máu á, 15 máu á. Huyết kiếm được nha, huyết kiếm được nha. Bài tôi 1 rồi. Được nha. Cái ở ngoài, bạn còn đồ gì kiếm à? Kiếm tía đi lấy vô cực được, hoặc là lấy cung xanh. Tại vì có nhà có con Poppy 3 mạnh dã man á. Đây này. Tôi lấy cung xanh cho đơm luôn. À, cung xanh đây rồi, có cung xanh đây rồi. Vô cực đi, con này chém tụt ấy mà. Tụt giáp mà, cho Sako cung xanh vô cực luôn. Thôi không cần đâu được anh ạ. Có một con à, zone chưa chắc nó ra đâu. Để lấy thánh nữ đi. Zone không ra được là mình đi luôn đấy, là mình tự hủy luôn đấy. Thế thì chắc là cho Kai'Sa đứng giữa rồi. Cứ chỉnh linh tinh à, xong mà không gặp nhà này á, cứ xếp counter nhà này xong không gặp. Gazen đứng bên này đi. Chiếu vào mồm luôn. Thôi dí làm gì. Được chưa anh em ơi? Ai bảo tôi không biết đánh mật thám. Chùm mật thám luôn anh em ạ. Đây, cần gì zone đâu. Không cần lấy con Echo bộc phá đâu anh em ơi. Mình quan trọng là mình lấy hắc tinh á, kích hệ cho Sako gánh này. Chạy đi đâu ấy, chạy đi đâu con sâu. Con sâu ấy chạy đi đâu. Chạy đi đâu con sâu. Bình thường à, thiếu cái chống lốc bạn ơi. Thiếu chống lốc. Hơi ghê ăn lốc là đi luôn đấy. Thôi lên luôn đi.
zone kiếm thánh nữ. Thôi, từ bạn ơi, zone làm gì từ từ, vội thế nhở? Ừ, xem là ông ấy, ôi về code 3 này. Zin 3 về code 3 kinh đấy nhở. Thế là mình ôm một con ve cót nữa đi, là nhà này hết ve cót luôn á. Hiện tại có 12 con ve cót, 11 con ve cót rồi, mình ôm được một con ve cót nữa thì là 12. Mình có cung xanh nhá, mình có cung xanh, mình không sợ con Poppy này đâu. Gazen cung xanh mạnh lắm anh em ơi. Gazen cung xanh lắm ạ. Gớm hết. Vô cực này anh em ơi, làm vô cực đi. Sợ cái lốc dã man á. Lốc. Ông ơi lấy lốc đi. Lấy đi. Lấy lốc đi. Mật thám này, 6 mật thám á. Nỏ xét cũng được anh em ạ, thôi lấy 6 mật thám ấy. Đúng là dích. Con này mật thám mà. Nhà kia nhà được vé cốt 3 kìa. Gặp chưa nhở? Chưa gặp. Đợi mãi không gặp á. Bờ gặp đúng nặng tội luôn. Dã man. Tiểu Kha Xích đúng không? Tí tự ra à. Này nãy giờ không gặp mình á. Xong bây giờ kiểu up cấp, update rồi nhưng mà không sợ đâu. Mình muốn lấy cái vô cực quá mà ông kia nhanh quá. Ông kia thó mất của mình. Đi luôn. Hắc tinh với chúng tôi á. Đi. Cái Sa Ba nữa top 1 anh em ạ. Cái Sa Ba ở top 1. Cái Sa Ba nữa mình kiếm nốt feed 3. Lấy thêm cái vô cực cho Gazen em ơi, được. Thế thì lại binh quá luôn. Feed 3 rồi. Này Zin 3 này, không sợ. Để mấy nhà này tự giết nhau đi. Gặp mực chắc luôn đấy, gặp mực đấy. Nãy giờ á, tôi không gặp nhà nó luôn á. Có khi chả bao giờ gặp luôn. Tôi biết mà. Biết mà, xem nó để đâu thôi. Không gặp mà đúng không? Nãy giờ không gặp một lần nào luôn á. À, nó gặp bóng tôi này. Tôi không gặp nó luôn á. Không hiểu sao luôn. Cơ chế game này xàm thật. Giờ nó mạnh rồi, gặp thì làm gì được nó đâu. Thằng vài thằng này tôi lo được. Giờ sợ thằng mực rồi. Nói chung là thua cũng không nhiều đâu. Chắc là thua mỗi cái giáp thiên thần nữa. Nó không có giáp thiên thần nó đi luôn. Đồ gì ấy. Đắp máu này. Ngon. Đúng ngon. Tạm được bạn ơi. Dùng tạm mà. May cái mày không có nhà nào có lốc. Dùng tạm thôi, ngon bình thường. Ô đi kèm như trong anh luôn. Chứ là 6 mật thám à. Đồ như trong anh luôn á. 120% tốc đánh. Được thế nhở, 120% tốc đánh được thế nhở. Cho xe rát bắn thì bình luôn anh em ạ. Con xe rát này càng nhiều tốc đánh càng khỏe mà. Từ để xem có ra Kha Xích không. Không ra Kha Xích thì cứ zone. À đây rồi, zone lợi tức à. 52 tiền lên luôn đi. Có. Bình dã man á. Ông chủ mật thám anh em ạ. Ông chủ mật thám. Xin nhẹ top 1. Hẹn kiếm cương á. Gì hình 3 của chúng tôi nhá. Mực luôn. Không gặp đâu, từ từ. Sám mới không gặp à? Không gặp mà. Xin nhẹ top 1 anh em ơi, 6 mật thám thua nữa thì chịu này. Nhìn xe đắt mình 2 chấm tốc bắn. Ôi, giống thua đấy. Sako còn giống à?
Cung xanh đâu? Cung xanh đâu? Cung xanh đâu? Đi luôn. Dao 7.1 vẫn còn 5 nhà, sợ thật. Game này Kai'Sa. Feed 3 này. Bán feed đi. Không nuôi được feed 3 rồi, hết thời gian rồi. À, thơm thế nhở, thơm. Ui, nhà ấy chết rồi. Cái con 3 chết rồi, xin nhẹ top 1 nha anh em. Game hơi dễ, đánh giá game hơi dễ nha. Đánh giá game hơi dễ. Game này khó quá anh em ơi. Ai bảo tôi không biết đánh mật thám nào. Anh em muốn đánh mật thám, anh em muốn leo danh cứ đánh mật thám nhá. Xin nhẹ top 1. Sako tôi rồi, Sako đâu rồi? À. Cày đấy nhở. Cày đấy, sếp phát đấy, sếp gặp thằng kia á. Cứ giáp cao lên. Từ từ. Phát đấy gặp thằng này nè, mình tưởng gặp thằng này là mình để con gì nó được free á. Mà thằng này chắc mình không thua được đâu, mình xếp cho bóng mình gặp thằng này luôn đi. Hay kiểu gì cũng gặp bóng mình rồi. Nó cho lên hàng trên à? Kệ nó thôi. Kệ, biết rồi. Biết kiểu rồi. Biết kiểu của nó đấy. Ok. Nó đi mà. Đi rồi. Đi! Tuổi gì biết chưa? Xin cái vô cực cho luôn, nó vô cực. Ok. Thank you. Đánh giá game hơi dễ. Cái gì? Zhin 3 với JC 3 của chúng tôi á. Cũng có tuổi đấy. Đánh giá game hơi dễ. Zhin 3. Đồ như kiêu tranh luôn ạ. Chẳng tranh gì. Người được chọn bạn ơi. ông này không đầu hàng nhỉ, đứa anh nhở? Sao ông này không đầu hàng đi? Chiến đấu, tinh thần chiến đấu cao thật. Chiếu phát con Lulu rồi đi luôn. Nó vứt lên phải chắc luôn. Vứt đâu chả chết được anh ơi. Tuổi gì? 6 mật thám này. Tôi 6 mật thám này, chơi kiểu gì? Đỡ hộ. Midfall sấy được ấy nhở? Này thì Midfall của chúng tôi á. Cái gì cơ? Kéo á? Kéo thêm đi. Chắc phải cho 9 con kéo vào thì mới cân anh em ạ. Gáy to thật. Chịu anh em ơi, gáy gì đâu. Mấy game kia chỉ là nháp thôi anh em ạ. Game này mới là chơi thật này. Ok chưa? Làm mẫu một lần thôi nha anh em. Mình chỉ làm mẫu một lần thôi. Giờ mình chuyển sang giáo án khác nha. Mỗi giáo án mình chỉ làm mẫu một lần thôi.